Cơ Liên Nguyễn Hoa Kiển xin mến chào quý bà con và các bạn đang xem kênh. Hôm nay đến với nhà vườn Văn Giang giao lưu hoa giấy nhiều màu ghép nha bà con, và một số dòng lá cẩm thạch, lá nhuyễn siêu hoa, lá xanh siêu bông, cây thì dáng bonsai lắc lượng rất đẹp nha. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Chào anh Văn Giang. Dạ, chào cả nhà mọi miền Tây Bắc gần xa mình ạ. Chào anh Liên. Nhà vườn Văn Giang em đang có số hoa giấy đang búp và nở hết nở cả nhà. Dạ, có cái mới chuẩn bị nở. Đó, giao lưu phục vụ cả nhà mình ha. Đầu tiên là cây số 1, cây này được 4 màu cả nhà. Ở dòng siêu hoa không nghe nha, cun đặc búp hoa. Đây là hồng tiết ha, tím tiết nè, trắng tiết nè, và đỏ chích bia cả nhà. Được 4 em siêu hoa, trắng đỏ tím hồng đó, đã đủ màu cho cả nhà mình. Chiều cao đây là 75 ạ, cái ngang về 50 ạ, gốc đế nó lắc lượng luôn ha, lắc lượng từ gốc tới thân luôn nè. Mình có vị chiếm đo đây 16 ạ, đó bề đế vậy nè. Em mã số 1, em này xin giao lưu cái nhà mình 320k cái nha. Tất cả đơn hàng nhà vườn Văn Giang này bao ship cả nhà mình nha. Số điện thoại của em anh Liêm có ghim trên màn hình nha cả nhà. Cả nhà hợp nhãn mã số nào cứ alo số điện thoại của em á. Mã số 2, dòng này là chưa có ha. Mã số 2 cả nhà. Son môi cam ạ. Son môi cam cả nhà, một màu luôn ạ. Tàn tược xung chơi nè. Cao là 75 ạ. Ngang về 75 ạ. Gốc đế cũng lắc lượng như trên hình vậy nghe cả nhà. Mình có vị trí em đo là 22 ạ. Đó. Đây. Một bời luôn nha. Bời nó nằm quấn này. Quấn nó đá dòng ha, dẹp lép vậy nha. Đó. Thì mã số 2 cả nhà. Em xin giữ luôn cái nhà mình là 380k cả nhà mình đó. 380 thôi nha. Cho mã số 2 em Song Mo Cam. Tặng tự thiện nghe cả nhà. Mã số 2 ạ. Nó cũng có cặp luôn, lên cặp đâu ạ. Đây. Mã số 3. Nó này thì chưa ra dài hung ha. Mà cái đế có cặp cả nhà mình chọn lựa luôn. Cây đang con tàn, ra đọc non. Cuốn đang búp đều hết nè. Đó. Vẫn là son môi cam cả nhà. Đây. Cao tới đọt 80 ạ. Ngang vậy nó 58 ạ. Mình có vị trí này 22 3 rưỡi cái nhà này. Đó, hoành đế nó cũng nó quắn lắc như trên hình vậy ha, gom nhìn. Mã số 3, em dẫn vô luôn cái nhà 380k thôi cái nhà, 380 ha. Cho một bởi vậy luôn. Son môi cam nha, một màu ha. Thì mã số 4. Em này nhiều màu cái nhà. Tím tiết, trắng tiết và cam lửa. À. Có hồng tuyết, hồng đỏ, red pizza. Red pizza nha, 4 màu. Em mã số 4 được 4 màu cả nhà mình. Trắng tiết, tím tiết, đỏ red pizza và cam lửa ạ. Cao 75 ạ. Ngang 55 ạ. À, cun đặc là nó gươm một bó hoa nha. Mình có 18 hơn cả nhà mình. Đó, bài đế vậy. Có cái bò cà cho ta như gì. Bò. Đúng rồi, này này là cây ta như không tính này. Luôn rồi đó. À, nhỏ qua ra rồi không tính đi nha. Tính 4 màu thôi, trên đang lý nó 5 màu. Em mã số 4, em xin đi luôn nhà mình 350k cả nhà, 350 ha. À, cho em 4 màu một sợi hoa vậy luôn nha cả nhà. 350k. Tới mã số 5. Đây cũng nhiều màu luôn cả nhà này. Này gốc đế dán trực ha. Đứng gươm luôn. Mã số 5 gồm có tím lửa lá bóng cả nha. Đó. Cam lửa. Cam lửa là 2, hồng tiết là 3 cả nhà. Là 3. Trắng tiết, tím tiết là 4, tím tiết là 5. Đó. Phước hồng sakura là 6. 6 màu. Em này được 6 màu cả nha. Ở đâu lọt cây này nè. 6 màu. Mã số 5 cả nha, 6 màu. Cao nó 80 ạ. Ngang vậy nó 78 cái nhà mình đây. Vành cổ đây 19 rưỡi ạ, vành cổ 19 hơn nha. Mã số 5. Ủa ừ. Em xin giao lưu cái nhà mình 370k nha, 370 ha. Cho em 6 màu. Mã số 5 ạ, 370 thôi. Tới mã số 6. À, trắng mã la nha, một đó hoa luôn kìa. Dưới bò bên đây là bò
Hoàng kim nha. Hoàng kim. Đó, hoàng kim này như không tính nè. Tính trắng mã lai đi. Mã số 6. Cổ nó cũng lắc lượng nghe cả nhà. Đây em đo. Hoành cổ là dư 26 hơn cả nha. Hoành cổ 26 hơn nha. Bởi đế nè. Đó. Mã số 6. Cổ 26 hơn. Chiều cao tới đây là 75 ạ. Tá ngang là 70 ạ. Đó. Đó, mã số 6. Rồi, em mã số 6. Em xin giao lưu cả nhà mình là 450k nha, 450 ha. Cho mã số 6 cả nhà. Trắng mã lai ạ. Thế mã số 7. À, một màu quen thuộc. À, hoa khỏi chơi luôn nè. Dòng tiếng bướm là kéo đủ kéo ha luôn. Mã số 7. Cao nó 85 ạ. Ngang vậy nè 75. Đế này chân dài cả nha. À. Mình có vị trí đo là 19 hơn cả nha. Chân dài của lắc lượng như trên hình này. Mã số 7. Em mình xin như luôn cả nhà mình là 400k cả nha. Cho em tím bướm này ha. 400k. Một sợi ha như trên hình nha cả nha. Đó. Mã số 7. Dạ, xin tới cả nhà mình đây. Tới mã số 8, dòng nhiều màu luôn cả nhà mình đây. Dòng cái đây là hồng tiết cả nhà. Đỏ vết pizza ha. 2. Tím tiết là 3, trắng tiết là 4 cả nhà. Tím lửa lá bóng 5. Sakura phớt hồng. Phớt hồng Sakura là 6. À, giống như cây nãy luôn nha cả nhà. Không, cây này không có tím tiết. Cái này là tím lửa lá bóng luôn. Tím lửa lá bóng hả? 5 màu. 5 màu. Ờ nhầm, 5 màu. 5 màu cả nhà. Mã số 8 ạ. À. Cao đây 87 ạ. À. Ngang đây 70 ạ. Dáng này chật đợi bởi đế bè bè nè. Mình cổ 18 nha. À, bởi đế như trên hình hay gom đặt ha. Rồi em mã số 8. Em này xin giao lưu cái nhà mình là 400k cả nha. 400k thôi. Cho mã số 8 cả nha. Hồng. À. Hồng tiết, trắng tiết, đỏ dít pizza. Tím lửa lá bóng và phớt hồng Sakura là đủ 5 màu cả nhà mình ạ. Trên một cây cả nhà. Mã số 8 ạ. À. Mã số 9, một gửi lắc lượng một đó ha luôn cả nhà. Mã số 9. Chùm hoa vậy luôn. Cây đang nở rộ trơn. À, rộ. Một sợi luôn nha cả nhà. Cao 80 ạ. À. Ngang vậy nó 70. Đo vành cổ nha ha, cổ này bự luôn nha. Đây, vành cổ vị trí đo là 25 nha cả nhà. Bởi tay em nè. Một gửi nó đá nó lắc như trên hình nè, một gửi luôn, co lắc luôn. Giờ có cái này thì dính đây. Đỏ lửa. Đỏ lửa. Đỏ lửa cả nhà. Tính màu lửa chứ ha, cam lửa là 2 cả nhà. Cam lửa là 2. Tím tiết trắng 3 là 4. Trắng tiết là 4. Đỏ dít bây giờ 5. Đó, 5 màu trên một cây luôn ha. Rồi em này xin giao lưu cả nhà mình là mã số 9 ạ. Xin giao lưu cả nhà mình là 390k thôi cả nhà. 390 nè, một đó ha, hết sảy và bảy luôn. Ừ. 3 chừng luôn. 390 cho mã số 9 ạ. Tới mã số 10, à, cái này là dòng lá chung cả nhà. Lá lớn luôn. Cẩm thạch nhiều màu. Đang bóp nè, ha. Cẩm thạch đỏ. Đỏ. Một cẩm thạch vàng. Cam. Cam. 2. Cam là 2. Đây. Yellow mid. Yellow mid nha. 3. 3. 3 màu. Thì trên một gửi lắc lượng đã luôn. 3 màu cẩm thạch. Nó trong cao 78 ạ. À. Ngang vậy 67 ạ. À. Một rễ co lắc. Một gửi vị trí này là 25 cả nhà. Đó, một gửi co lắc sắn đã. U nặng nè. Mã số 10. Rồi em này xin giao lưu cả nhà mình là 500k cả nhà. 500k ha, cho mã số 10. Cẩm thạch 3 màu. Mã 11 cả nhà mình ơi. Đây, đỏ vết bây giờ. Đỏ vết bây giờ cao 60, ngang nó 56 ạ. À. Hàng gom lực nha cả nhà. Vành cổ đây là
Vị trí này là 21 cái nhà. Đó, mã 11. Đổi vết bây giờ. Em xin đi luôn cái nhà mình là 350k, một sợi hoa như hình nha, 350 ha. Đổi vết bây giờ, mã 11. Tiếp mã 12 cái nhà mình đó. Mã 12. Chỗ cả nhà sao cho em cái này bữa nào cũng mưa cho cả nhà mình đó. Cao 85. Ngang 85. Gồm có hai màu nha, đổi vết bây giờ và trắng tiết ạ. À. Quần cổ nó 16 hơn luôn ạ. À. Rồi, em mã 12. Em xin đi luôn cái nhà mình 330k thôi cái nhà mình, 330k. Cho trắng tiết và đổi vết bây giờ nha, mã số 12 ạ. À. Cái mã 13 đó, em đang quay trời cũng mưa nha cả nhà. Để chơi nhiệt tình luôn. 13. Hình làm nhanh bông. Chút. Cao 80. Ngang nó 60. Đó, một màu trắng nha cả nhà. Siêu hoa luôn. Trắng tiết. Rực rỡ gì luôn nha cả nhà. Mình cổ nó 21 ạ. À. Đó. Trắng tiết. Em này xin đi luôn nha, 370k nha. 370 cho hai gỡ như trên hình nha. Một đó hoa luôn nha cả nhà. Đây cho cả nhà thấy một sợi hoa luôn. Chỉ có 370 thôi. Bao ship tới ta cả nhà mình, mã số 13. Cái mã 14 cả nhà mình ơi. À, như mã chót ha, tới cả nhà mình ơi. 14. Cái này gồm có hai màu cả nhà. Trắng tiết và hồng tiết ạ. À. Dưa hấu đỏ nữa là ba màu. Con Kajata nữa. Rồi, Kajata nữa 4 màu. Trắng tiết, hồng tiết, Kajata và dưa hấu đỏ 4 màu. Cao 80. Ngang này 65. Quần cổ 18 nhà mình đây. Đó. Em này xin đi luôn cái nhà mình 350k cái nha. Mã chót mã 14 ha, 350 cho em 4 màu. Rồi đây kết thúc video. Cảm ơn nhà hết video. Chào cả nhà nè. Mưa tới cả nhà. Một cơn mưa rất là mát mẻ nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại cả nhà những clip kế tiếp luôn ạ. À.